Xin chào các bạn, ngày nay chúng ta thật unboxing mới tiết hay. Unboxing này bị TPA Studio, tên mà bị T-Toy. Hay, figure này cứ chỉ gỗ chỗ và bị chỉ xúc khai sân. Bạn, ạ, con chào. Hãy đến nông bảo áp. Hãy nông bảo áp đó mình ta bắt nâng thế. Tích đai nông figure nâng, bạn. Sẽ là này anh chỉ base vào cổ chỗ miền thọ miền ai lối như nào này hay mình đi tập lộc mình đi tập cái mở sợi chuỗi này là như vậy chơi bạn nên đi tập cái lộc mình đi ấy chứ hay sao na đi lang đọc phù mỏng lang đọc phù riêng nhom ở tinh lại đề cái vấn cho nên anh mới khởi hay này chạy hay là nào này vừa lang đọc phù hả này chậm thì tiết pep cung đó này anh mới khởi ở trong này hay bà nhóm bay ở son bốn nơi lơ bay ở pan bảy cái thơ tập bay ở pan bảy này nè thì anh đi hộ khẩu châu ní khuôn khẩu châu khuôn cái tiệm áo được sạch bia as bia mà chốt khmer bia ao khu đi nữa chốt kia cái bẹ cái lè nè các bạn, các bạn cầu cho là bạn này. Vì mình có bí có mấy ní bật phần này. Vì chưa là các bạn bật phần này chiến hay hay là đấy. Đây mà khang tiết chắc là bạn nó miệt bắt nó nghe nè nè ta hiện thật như một cúm hay figure này chia cái độ ai kế tế chân tới về ngày khỏi tháng một khám một tiết nó nhóm thọt room tour và sân chỉ này ta áp nên nó không bị ổn nó ắt khơi figure cổ cho tế bên này thay nhóm ai kế bắt hải chân vì anh đang collection nhóm mẹ bạn tạo hình chụp đám cúng hay khi nào anh khơi figure nào làm thùng hay sao lấy đôi tập lỗ cái đôi tập có chakra mẹ đã được tàu này nữa thế khi nhìn thmo miền ấy tiệt bình năng xa rồi nè thấy figure nó sủa cúng mấy tập plan thấy tao mất đạn đạn luôn cổ cho cái đá má đúng đạn cho cái đá má thấy tao mất nhưng vô cái ba mình pi chấm nhưng sẽ lạnh muối nè hiện đại muối nên cho tới muối thì đã được bỏ tục tấm đấy đáy đáy nắng tôi chỉ ở đấy đáy đi đã khó nhỉ oh đáy mình pi đáy cái mình style piece hay style piece jet hay là style jet nhưng mà đang style đáy nó cái thứ bị ấy đây nhom tôi chưa tận đáy về thì giờ này đáy chắc này cái thứ mục trong mình cái chết nào đấy bạn xin kim lại ok nên nó để ba mươi video nhau.